Chiều 28 tháng 1, hàng trăm công nhân làm việc trên đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đang tăng tốc hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai mạc và mở cửa đón người dân tham quan vào tối mai 29 tháng 1, tức 27 tháng Chạp. Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề Xuân quê hương ấm tình nhân ái, trải dài 600m từ giao lộ Lê Lợi Nguyễn Huệ đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đường hoa năm nay chia thành 3 phân đoạn, gồm về rừng sâu, thiên nhiên tươi xanh, xuân nghĩa tình, tự hào Việt Nam và ra biển lớn, nước non hội ngộ. Quy tụ gần 97.000 chậu hoa rực rỡ màu sắc cùng các linh vật hổ cao to, bệ vệ, đường hoa năm nay đánh dấu sự chuyển mình từng bước hồi sinh của thành phố sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mở đầu đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là hình tượng sông hổ tương phùng cao 3m, dài gần 7m, được tạo hình từ chất liệu thép và inox, thể hiện sự mạnh mẽ và kiêu hùng, cùng linh vật chúa Sơn Lâm cao 4,6m, dài hơn 10m, với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thị giác. Đáng chú ý là linh vật hổ được làm từ sỏi nặng gần 2 tấn, cao 3,5m, dài 8m, xuất hiện đầy oai vệ cuối đường hoa. Đây là lần đầu tiên sỏi được sử dụng làm chất liệu để tạo hình cho linh vật đường hoa. Đối với cái việc mà chọn vật liệu là sỏi đá cho cái chú hổ này á, thì tác giả cũng muốn là đưa cái vật liệu thân thiện với tự nhiên, là từ thiên nhiên thôi, là những cái viên sỏi từ thiên nhiên mình gắn kết nó lại để tạo ra cái hình dáng của một chú hổ. Thật sự đây là một cái chất liệu rất là khó để phía công ty Văn Tòng mà thực hiện cái lớp cuối cùng bên ngoài để cho nó hoàn thiện, bởi vì các cái viên sỏi của chúng ta kích thước nó tương đối là nó lớn, cho nên là các cái khâu mà lắp ghép lại các cái viên sỏi đó nó cũng tạo rất là nhiều khó khăn để cho cái con linh vật chúng ta nó hoàn hảo. Một mặt là do chất liệu của chúng ta là sỏi đá, màu sắc của nó cũng không có giống như là những cái loại sơn hay là những cái loại gì để cho nó bắt mắt. Nhưng mà sau cùng thì phía đơn vị thi công cũng như là đơn vị bên ban tổ chức cũng chọn thêm một cái phương án là mình sẽ phủ thêm một cái lớp cho nó ứng cái màu của sỏi đá lên, nhưng mà vẫn giữ nguyên bản là sỏi đá. Thì hy vọng là cái tác phẩm này sẽ mang đến cho mọi người một cái nét nó gần gũi như là mới lạ. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 29 tháng 1 đến 17 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, du khách đến tham quan đường hoa phải đeo khẩu trang xuyên suốt, không được mở khẩu trang, kể cả khi chụp ảnh.